Xin chào các bạn. Clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lập dự toán, dự thầu, thẩm tra dự toán cũng như là thanh quyết toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thì để sử dụng được chương trình thì sau khi các bạn đã cài đặt phần mềm xong thì các bạn khởi chạy phần mềm lên. Thì các bạn thấy đây là cái giao diện của phần mềm dự toán ETA. Cái giao diện này cũng tương tự với giao diện của Excel nên cũng rất là dễ để làm quen. Để sử dụng được chương trình thì bước đầu tiên các bạn cần phải tải đơn giá của tỉnh Kiên Giang về. Thì mặc định chương trình cài đặt lên thì nó chỉ có một số tỉnh thành phố ví dụ thôi. Thế thì để sử dụng được cái tỉnh Kiên Giang thì các bạn cần kích vào phần tải đơn giá, kích vào đây. Sau đó thì các bạn kéo chuột xuống một chút để tìm đến cái tỉnh Kiên Giang đây, tỉnh Kiên Giang đây các bạn tải về. Và tôi cũng lưu ý là cái việc tải đơn giá này thì các bạn chỉ cần thực hiện một lần duy nhất khi mà tải khi mà cài đặt phần mềm lần đầu thôi, hoặc là các bạn có cài lại phần mềm trên cái máy tính khác, hoặc là sau này cái đơn giá định mức của Bộ Xây dựng cũng như là của tỉnh Kiên Giang mình có sự thay đổi thì các bạn mới cần phải tải về. Còn nếu như mà chưa có sự thay đổi thì các bạn chỉ cần tải một lần duy nhất. Sau khi tải thành công thì các bạn đóng cái cửa sổ tải đơn giá lại. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải lựa chọn cái tỉnh thành phố để sử dụng. Ở đây thì khi các bạn kích vào đây thì nó sẽ sổ ra các tỉnh mà các bạn đã tải về. Tới đây tôi đã ví dụ là tôi đã tải xong cái tỉnh Kiên Giang thì các bạn sẽ kích vào đây tỉnh Kiên Giang. Tiếp theo thì các bạn sẽ phải lựa chọn cái đơn giá để sử dụng cái phần đơn giá. Vì như các bạn biết là trong tỉnh Kiên Giang công bố nhiều phần đơn giá khác nhau, trong đó có các cái phần đơn giá như xây dựng rồi lắp đặt khảo sát theo các cái quyết định tương ứng, hay là đơn giá sửa chữa rồi đơn giá công ích đô thị, thì tất cả các cái phần đơn giá này đã được phần mềm dự toán ETA update đầy đủ cái thông số dữ liệu ở đây, thì các bạn chỉ cần tích chọn để sử dụng thôi, tích tất cả các cái mục này cho tôi đó. Thì sau khi các bạn đã tích xong cái phần đơn giá thì đến bước tiếp theo là các bạn sẽ ra máy hiệu đơn giá cũng như là tìm kiếm các cái công việc phù hợp với cái hồ sơ dự toán của chúng ta. Thế thì cách tra mã hiệu đơn giá thì cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần gõ mã hiệu AG vào đây chẳng hạn như này, nếu tôi nhớ AG111 như này. Thì các bạn lưu ý là bình thường với các một số phần mềm thì các bạn sẽ phải gõ là AG chấm hoặc phẩy, sau đó thì đến số tiếp theo. Thì với phần mềm dự toán ETA thì không cần phải gõ như vậy, các bạn gõ liền mạch như tôi vừa gõ đây AG111 gì đó thì nó cũng sẽ hiển thị lên đầy đủ các cái danh mục của cái chương AG này. Và các bạn xem công việc là phù hợp với cái hồ sơ dự toán của chúng ta thì chúng ta tích chọn vào đây. Đấy, ví dụ tôi có thể tích chọn cùng một lúc nhiều cái mã hiệu như này, hai cái mã hiệu AG này, ấn chọn như này. Đó thì các bạn thấy ngay lập tức là phần mềm đã đưa hai cái mã hiệu đơn giá AG vào cho các bạn. Thì đấy là cái trường hợp mà các bạn nhớ được mã. Tuy nhiên là cái phần mã hiệu đơn giá thì nó cũng rất là nhiều, như phần khảo sát thì mã nó khác, phần cây xanh mã khác thì các bạn không thể tra và không thể nhớ hết được cái phần mã. Thì phần mềm dự toán ETA nó sẽ cho phép các bạn tìm kiếm theo tên công việc. Tên công việc thì ví dụ như ở đây tôi có công việc liên quan đến bê tông thì tôi chỉ cần gõ từ khóa là bê tông thế này. Đó, thì các bạn thấy ngay là phần mềm nó hiển thị ngay cái công tác liên quan đến bê tông. Đó, bê tông thì ví dụ như chúng ta mỗi lần lọc thêm là bê tông gì, bê tông sàn. Đó, thì các bạn thấy là có bê tông sàn cái thì nó sẽ lọc ra các cái loại bê tông sàn, mác bao nhiêu, ví dụ tôi muốn là mác 250. Đó thì nó tiếp tục nó sàng lọc ra, thì các bạn thấy là cái từ khóa của chúng ta gõ chính xác bao nhiêu thì phần mềm sẽ lọc ra cho chúng ta cái công việc nó phù hợp chính xác bấy nhiêu. Đó, và sau đó các bạn chỉ cần tích chọn đây cái thì nó cũng đưa cái mã hiệu đơn giá vào cho các bạn. Đấy, hoặc là các bạn có thể nhớ một cái từ khóa ví dụ đào đất chẳng hạn. Đào đất thì có đào đất bằng thủ công, đào đất bằng máy. Thì ví dụ tôi muốn đào đất bằng máy thì tôi chỉ cần gõ đào đất máy thôi thì các bạn cũng thấy ngay lập tức phần mềm nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta cái kết quả đào đất bằng máy. Hay là ví dụ như công tác về sơn tường chẳng hạn như này, sơn tường. Thì chúng ta không nhớ được sơn thì chúng ta cũng có thể gõ sơn tường ngoài, sơn tường trong bằng loại sơn gì. Ví dụ như vậy thì tôi tích chọn cái là sẽ đưa vào cái công tác rất đơn giản. Đấy. Trong quá trình mà nhập liệu các cái mã hiệu đơn giá hay tìm kiếm đơn giá này, nếu như các bạn muốn chèn sửa thêm dòng thì các bạn chèn bình thường thôi. Ví dụ đấy tôi có chèn thêm dòng như là tôi kích phải chuột vào giống như trên môi trường Excel thôi. Thì nó sẽ có những chức năng như là chèn dòng. Một dòng hoặc là chèn nhiều dòng. Đây, ví dụ tôi chèn nhiều dòng, tôi chèn 3 dòng hay 5 dòng ở phía trên. Đó, công tác chọn thì tôi có chèn như này hoặc là chèn từng dòng một như này. Đó, các bạn thấy là cái thao tác là chèn sửa xóa hay là copy dán paste đó, hay là những cái tiện ích của Excel như là ghi chú comment rồi đánh dấu màu chữ rồi phông chữ các thứ, thì cái thao tác của nó không khác gì trên môi trường Excel mà các bạn đã rất là quen thuộc khi thực hiện rồi. Đó, thì các bạn chèn vào, ví dụ tôi tiếp tục chèn vào và tôi tiếp tục có mã hiệu ở đây, thì chát tường chẳng hạn. Đó, thì tôi lại tìm công tác chát tường như này bình thường như này. Đó, tôi lại vào được công việc rất là đơn giản. Thế thì sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong được cái bước đầu tiên là bước vào mã hiệu đơn giá, đó, thì các bạn thấy là cái cách tìm kiếm mã hiệu đơn giá rất là đơn giản thôi, đúng không ạ? Ta nhớ mã ta tra trực tiếp vào đây để chọn chuột vào ô mã số công việc và tra. Nếu ta không nhớ mã thì
thì ta có thể tra theo tên công việc, hoặc thậm chí là các bạn không nhớ một cái gì thì các bạn có thể để trong trỏ chuột và để enter lên như này đó, thì nó sẽ gọi lên toàn bộ cái danh mục cái cơ sở dữ liệu đơn giá của gì ạ, của tỉnh Kiên Giang, để chúng ta có thể kéo chuột dần dần và chúng ta tìm kiếm xem là cái công việc nào nó phù hợp với cái hồ sơ dự toán để chúng ta tích chọn vào. Thì cái việc tìm kiếm mã hiệu các bạn lại thấy là rất là đơn giản hơn so với một số phần mềm mà các bạn đã sử dụng trước đây. Thế thì sau khi mà hoàn thành xong được cái phần vào mã hiệu đơn giá thì bước tiếp theo là các bạn sẽ phải vào khối lượng. Thì cái việc vào khối lượng thì nó không có gì đặc biệt cả, nó giống với tất cả các phần mềm mà các bạn đã thực hiện trước đây thôi, là các bạn có thể vào trực tiếp khối lượng trên cái cột khối lượng như này, là bạn nhập trực tiếp vào như này như tôi vừa thực hiện đây. Hai là các bạn có thể diễn giải chi tiết cái thành phần khối lượng của công việc ra, tôi ví dụ như công tác chat này thì các bạn chat như thế nào thì các bạn diễn giải ra, tôi ví dụ như là 2 nhân 2 nhân 2 đó, enter thì lập tức phần mềm nó tự động nó đưa cái khối lượng tổng cộng lên đây. Các bạn lưu ý nhé, chỉ cần gõ sau đó thì phần mềm sẽ đưa cái chuyển cái khối lượng lên đây chứ không cần phải kích chuột hay là thao tác tính toán gì phức tạp như một số phần mềm mà trước đây các bạn đã sử dụng đó. Và cái việc nhân chia cộng trừ này thì các bạn gõ gõ thông thường, cái việc nhân này thì các bạn có thể gõ dấu sao hoặc hoàn toàn có thể gõ dấu x như này, ví dụ tôi 2x2 thế này đó, nó cũng đều hiểu. Hoặc thậm chí là các bạn có cái thế này, hai cái nhân hai cái thế này đó, như này đó, nó cũng đều có thể nó hiểu được khối lượng và nó tính toán, nó đưa cái phần tổng cộng lên cái khối lượng tính toán này cho đây cho các bạn đó. Và cái phần khối lượng này thì các bạn lưu ý là nếu như các bạn muốn ghi chú cho nó, ví dụ cái khối lượng 8 này, khối lượng 4 này là cái gì thì các bạn click đúp vào các bạn sửa bình thường thôi, ví dụ tôi ghi chú đây là A chẳng hạn đó. Và có một cái cần lưu ý để cho các bạn chú ý là cái gì, là cái phần ghi chú này các bạn bắt buộc phải có dấu hai chấm để nó sẽ hiểu rằng trước đây là chính là cái phần text, là phần ghi chú cho cái phần khối lượng tính toán đằng sau. Đấy, tôi enter cái thì các bạn thấy ngay kết quả đó, cái phần 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 chữ A này nó được tự động nó chuyển sang màu đỏ đó, và nó có dấu hai chấm ở đằng trước đó. Và cái việc ghi chú này thì các bạn có thể ghi ghi trước hoặc ghi sau nó không quan trọng, ghi làm xong khối lượng rồi ghi chú, hoặc là ví dụ tôi ghi chú trước như này, đây tôi chèn tiếp thêm dòng rồi tiếp tục ghi chú là B đây chẳng hạn đó, 2 nhân 2 chia cho 100 chẳng hạn, ví dụ như vậy thì nó cũng lập tức nó tính toán và nó đưa cái khối lượng tổng cộng lên cho các bạn rất là nhanh chóng. Thì đấy là cái cách mà vào khối lượng, có hai cái cách cơ bản như vậy, đó là cách nhập khối lượng trực tiếp trên cột khối lượng hoặc là các bạn nhập diễn giải chi tiết trong cái phần khối lượng bên dưới của cái công tác đó. Còn một cách thứ ba nữa đó là cái cách nhập khối lượng theo cái dạng kích thước dài rộng cao. Đó, thì ở đây nó có một cái dấu tích thì các bạn nhìn thấy cái dấu tích ô vuông này là kích thước này, các bạn kích vào đây đó, thì lập tức các bạn thấy là phần mềm nó sổ ra các cái cột tương ứng như là cột về tên cấu kiện này, số cấu kiện này, dài này, rộng này, cao này, hệ số phụ đó, thì các bạn tích vào cái thì các bạn sẽ nhập đó. Bình thường thì nó ẩn như này nhé, các bạn lưu ý kích vào đây đó. Thì tôi ví dụ tôi sẽ nhập cái khối lượng cho cái công tác số 4 này đúng không, tên cấu kiện đó là A chẳng hạn đúng không, số cấu kiện là 2, dài 2, rộng 2, cao 2 đó, ví dụ vậy, hệ số phụ là 2, thì lập tức là các bạn sẽ thấy ngay kết quả là phần mềm nó cũng sẽ đưa cái khối lượng tổng cộng lên trên trên cột khối lượng cho các bạn rất là nhanh chóng. Đấy, thế thì trong quá trình mình nhập cái khối lượng như thế này mà các bạn thấy cái bảng diễn giải khối lượng của mình nó nhìn nó hơi rối, mình muốn co nó về theo cái dạng diễn giải chi tiết như như cái cột công tác số 3 này, như công tác chắc tường ngoài này, thì các bạn chỉ cần tích bỏ cái dấu kích thước này đi thôi đó, thì các bạn thấy ngay lập tức là phần mềm nó lại co về theo cái dạng diễn giải như như với công tác số 3 đúng không? Đó, bình thường thì chuyển click vào đây nó lại sổ ra. Đó thì đấy là cái cách mà có ba cái cách để các bạn có thể nhập được cái khối lượng công việc trong cái hồ sơ dự toán của bạn, đó là tôi xin nhắc lại, đó là cái cách nhập trực tiếp trên cột khối lượng, hai là cách nhập theo diễn giải chi tiết, và ba là nhập theo dạng kích thước như này, thì các bạn click vào ô kích thước và nhập nó thì lập tức nó sẽ tính toán cho các bạn. Tiếp theo trong cái phần nhập khối lượng này thì nó có một số cái tiện ích rất là hay trong cái chương trình dự toán data, đó là gì ạ? Bình thường như các bạn làm trên một số phần mềm khi các bạn bóc dự toán ấy, thì thường là có những cái việc là bóc khối lượng dự toán của công tác chat thì thường là sẽ bằng với công tác của Sơn. Thế thì với một số phần mềm mà các bạn đã dùng trước đây ấy, thường là các bạn sẽ phải nhập lại khối lượng này cho công tác, ví dụ đây là công tác chat và muốn là Sơn thì lại phải nhập lại đúng cái khối lượng này cho công tác Sơn. Thì phần mềm ETA nó có một cái chức năng rất hay, nó giống như với chương trình của Excel mà các bạn đã quen thuộc sử dụng, đó là ninh khối lượng. Đó, thì tôi hoàn toàn có thể trỏ chuột vào đây, tôi bằng cái này và tôi trỏ chuột lên cái ô khối lượng của công tác chat đây đó, bằng M9 nữa, hoặc là các bạn có thể ấn bằng và gõ M9 mà cũng được, không sao cả, ấn Enter như này đó, thì các bạn thấy ngay lập tức là gì ạ, cái khối lượng của công tác chat này đã được liên kết vào trong cái khối lượng của công tác gì Sơn. Thì như vậy vô hình chung là khi các bạn có điều chỉnh cái khối lượng trong cái file dự toán của mình, ví dụ ở đây tôi điều chỉnh khối lượng là 2 x 4 đó, thì khối lượng của phần chat đã được tăng lên thành 20,04,
thì cái khối lượng của sơn nó cũng mặc định nó tự động nó thay đổi theo, thì cái điều này nó sẽ giảm bớt cho các bạn trong cái quá trình mà kiểm tra lại khối lượng tính toán trong trong hồ sơ dự toán của mình rất là nhanh chóng, thay vì là cứ phải vừa chỉnh sửa khối lượng của chat xong lại tí nữa lại vừa phải chỉnh sửa khối lượng của sơn. Thì đây cũng là một trong những cái ưu điểm rất là đặc biệt của chương trình phần mềm dự toán data, thì cũng chia sẻ với các bạn để các bạn có thể có cái cách sử dụng phần mềm cho nó hiệu quả hơn. Thế thì như vậy đến đây là đến 90% cái khối lượng công việc bóc tách dự toán của bạn đã hoàn thành. Thì vì cái quan trọng nhất đó là gì ạ? Là cái việc nhập và vào cái mã hiệu đơn giá. Tiếp theo là vào khối lượng thì các bạn đã hoàn thành. Thế thì sau khi mà đã hoàn thành xong được cái bảng dự toán ở đây rồi thì các cái bước tiếp theo thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Phần mềm dự toán data thì hoàn toàn tự động phân tích và tính toán cho các bạn hết. Nên các bạn cũng không cần phải 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 thực hiện quá nhiều trong cái việc mà thao tác cái chương trình dự toán nữa. Ví dụ như sau khi mà các bạn đã hoàn thành xong được cái bảng dự toán như này thì các bạn sẽ chạy sang cái phần tiếp theo để thực hiện cái điều chỉnh hồ sơ dự toán như sau. Bước tiếp theo để điều chỉnh hồ sơ dự toán đó là các bạn chạy sang bảng vật liệu. Đó. Trong bảng vật liệu để điều chỉnh dự toán. Trong cái bảng vật liệu này thì mình sẽ có hai phần cần điều chỉnh đúng không ạ? Đó là điều chỉnh về giá vật liệu theo công bố hàng tháng, hàng quý mà Sở Xây dựng có công bố. Và cái phần điều chỉnh thứ hai liên quan đến đó là có tính thêm cước vận chuyển hay không. Mà cước vận chuyển thì có bao gồm có cước vận chuyển bằng ô tô và cước vận chuyển bằng đường sông. Thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn trong cái bước tiếp theo này. Thế thì bình thường như với một số phần mềm mà các bạn đã dùng trước đây ấy, thì các bạn khi mà điều chỉnh giá vật tư này như cát hay đá hay là các cái thành phần vật tư như xi măng rồi nọ kia thì các bạn sẽ phải nhập thủ công bằng tay vào đây. Thì phần mềm ETA nó có một cái chức năng rất hay, đó là gì? Chương trình ETA nó sẽ cập nhật thường xuyên cái công bố giá mà Sở Xây dựng công bố hàng tháng. Thế thì để sử dụng được cái chức năng đó như thế nào thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn chỉ cần kích phải chuột vào cái cột giá thông báo này. Sau đó lựa chọn cái chức năng là gì? Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu. Các bạn lưu ý kích vào đây. Đó. Thì chương trình lập tức nó hiển thị ra cái cửa sổ để các bạn lựa chọn cái thời điểm cần lắp giá. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn các cái thời điểm cần lắp giá đúng không ạ? Ví dụ như chương trình đã update từ tháng 1 đến tháng 5 rồi. Còn nếu như muốn làm thời gian trước đó thì các bạn lựa chọn đây. Đó, đấy. Thế thì sau khi lựa chọn xong thì các bạn sẽ kích nút tải về. Kích vào nút tải về như này. Đó, như vậy là phần mềm báo là tải thành công cái công bố giá. Thì khi mà tải thành công thì nó có mấy cái lựa chọn để các bạn có thể thực hiện việc lắp giá. Tôi xin giới thiệu như sau. Cái chức năng thứ nhất là các bạn có thể xem được cái công bố giá này. Đó, đây, cái công bố giá này là cái giá của tháng 5 theo cái công bố 806 đúng không ạ? Ngày 13 tháng 6 năm 2019 thì chúng tôi đã nhập sẵn cái giá vào đây rồi, các bạn hoàn toàn có thể xem thêm cái giá này. Đó, thì đây là xem. Sau khi xem xong thì các bạn muốn lắp giá vào cái phần giá thông báo này thì các bạn sẽ có mấy cái lựa chọn như sau. Một là lắp thấp nhất. Lắp giá thấp nhất. Thấp nhất có nghĩa là sao? Tôi ví dụ như là trong một cái công bố giá của tỉnh mình thì nó công bố có thể nhiều nhà cung cấp xi măng khác nhau, có nhiều giá khác nhau, nhiều loại thép, sắt thép khác nhau. Và các bạn muốn lấy cái giá thấp nhất trong các công bố giá đó thì các bạn kích vào đây. Và tương tự ngược lại là phần cao nhất thì cũng tương tự như vậy. Và lắp nâng cao. Đó, có nghĩa là sao? Các bạn kích vào đây thì các bạn sẽ thấy như tôi vừa giải thích đây. Cái ví dụ như các bạn thấy phần cát vàng đúng không ạ? Thì Sở Xây dựng có công bố rất nhiều cái loại module khác nhau. Đúng không? Nhiều loại mô đun khác nhau. Tương tự như vậy đá cũng thế, cung cấp ở rất nhiều mỏ khác nhau. Thì có những cái giá khác ở các mỏ khác nhau thì giá đương nhiên là khác nhau rồi. Thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những cái giá nào phù hợp mà chủ đầu tư yêu cầu thì chúng ta tích chọn ở đây. Đó, còn không thì như tôi vừa trình bày là các bạn chỉ cần kích vào đây. Nếu như chủ đầu tư yêu cầu là lấy theo cái giá thấp nhất trong công bố giá thì kích vào lắp. Đó, đã áp trong giá thì các bạn thấy ngay lập tức là chương trình đã thay thế cho các bạn cái giá của cát cát này, mịn này, cát vàng này, đá này, xi này. Đó thì đấy là những cái giá mà mình đã lắp trực tiếp theo cái công bố của tháng 5 của Sở Xây dựng. Thì thay vì mình phải nhập thủ công bằng tay như trước kia thì là phần mềm đã giúp cho mình cái việc là lắp cái giá này vào rất là nhanh chóng. Thế thì ngoài cái việc lắp giá đấy thì có những cái giá mà không có trong công bố giá. Ở đây ví dụ tôi thấy các bạn thấy là có hai cái loại giá mà không lắp được, đó là gì ạ? Sơn, đúng không ạ? Sơn không không có. Thì rõ ràng nó không có trong công bố giá thì các bạn sẽ phải nhập bằng bằng tay thôi. Nếu như công trình của mình sử dụng đến cái sơn Dulux này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải lắp cái giá vào. Tôi ví dụ như là giá của sơn này nó là 80.000 một kg thì các bạn phải nhập thủ công bằng tay vào đây thôi, như thế này thôi. Đó thì đấy là cái cách mà các bạn vào cái phần giá thông báo. Thế thôi, thì sau khi mà chúng ta đã xong được cái phần giá thông báo, nếu như, ở đây tôi nói nếu như nhé, mà công trình của chúng ta có tính đến cước vận chuyển, thì chúng ta sẽ tiếp tục tính cước vận chuyển. Còn nếu không thì nếu không có tính cước vận chuyển thì sau khi chúng ta đã lắp xong giá thông báo thì chương trình lập tức tính cho chúng ta cái khối lượng đây, cái khối lượng vật tư của công trình đó, và ra giá hiện trường sinh áp của các bạn đây. Đó, còn trường hợp mà nếu có phần cước vận chuyển thì quay trở lại phần giá thông báo đây, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái nhập cái giá cước vận chuyển như sau.
Các bạn sẽ nhìn thấy ở phía dưới này nó có những cái dấu tích đúng không ạ? Rất nhiều cái dấu tích. Thì chúng ta sẽ tích vào đây là tính cước vận chuyển này. À, cộng cước vận chuyển các bạn click vào đây. Thì các bạn khi bạn click vào thì lập tức phần mềm nó sẽ sổ ra cho các bạn mấy cái sheet tiếp theo, đó là sheet cước vận chuyển tính bằng ô tô, phương tiện ô tô. À, cái sheet tiếp theo là cước vận chuyển bằng ô tô theo theo cái quyết định 588 của Bộ Xây dựng, và tiếp theo nữa là cước đường sông, cước thủ công. Thì lần lượt ở trong Kiên Giang chúng ta sẽ có hai cái loại tính cước, đó là cước ô tô và cước đường sông đúng không ạ? Thì tôi sẽ hướng dẫn như các bạn như này. À, để đầu tiên để tính cước ô tô thì các bạn sẽ click sang cái sheet cước ô tô. Ở cước ô tô này thì đầu tiên các bạn sẽ phải làm cái thao tác là các bạn click vào đây để xem là trong trong cái phần cước này đã có cái quyết định của cước của tỉnh Kiên Giang chưa, đúng không ạ? Nếu chưa có thì các bạn sẽ phải click chuột vào đây. Đây nó có cái nút là tải về, tải bản cước nhé, các bạn lưu ý. Thì tải bản cước này nó cũng giống như với trường hợp các bạn tải đơn giá thôi. Cũng chỉ cần tải một lần duy nhất. Sau khi lên cửa sổ này thì các bạn chọn đến tỉnh Kiên Giang, đây, Kiên Giang đây. Thì trong này Kiên Giang đây nó có cái quyết định 24/2015, thì hiện nay tỉnh Kiên Giang chúng ta vẫn đang áp dụng theo cái quyết định 24 này. Đó, các bạn click vào đây, các bạn tải xuống. Đó, thì lập tức sau khi tải xong thì các bạn sẽ click vào đây để chọn. Đó, đây. Các bạn sẽ thấy đã có Kiên Giang đây rồi đúng không ạ? Trước đó không có, đúng không ạ? Kiên Giang 24/2015 đây, các bạn chọn vào đây. Thì sau khi chọn xong thì các bạn tiến hành tính cước. Thì để tính cước thì có rất là đơn giản thôi. Bước đầu tiên thì các bạn xác định nguồn mua hàng đâu thì các bạn nhập bằng 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 thủ công ở đây, đúng không ạ? Bước tiếp theo là các bạn sẽ lựa chọn phương tiện tính cước, thì có rất nhiều loại phương tiện đúng không ạ? Như xe ô tô, rồi xe 3 tấn, xe có cầu, xe hút xả hay xe tự đổ nâng hạ, chính là xe ben đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ lựa chọn đây, tôi ví dụ tôi chỉ lựa chọn phương tiện vận chuyển là ô tô. Loại đường vận chuyển của tôi là loại đường 2 và số km vận chuyển của tôi là 14 cây số. Nhập vào đây. Đó, thì ngay cái lập tức phần mềm nó đã tính cho chúng ta cái chi phí vận chuyển đến đến chân công trường cho 14 cây số vận chuyển đường loại 2 bằng phương tiện ô tô cái trong một khối cắt mịn đúng không ạ? Cái trường hợp nếu như chúng ta có phát sinh thêm cái loại đường và phát sinh thêm cái cự ly tính cước thì các bạn sẽ kích phải chuột vào bất kỳ cái dòng nào đó trong phần cước này, thì nó có chức năng là thêm dòng cước đúng không? Cũng giống như với phần bảng tiên lượng như vừa rồi thì tôi có trình bày là chương trình dự toán data là dùng cái lệnh chuột phải rất nhiều, các bạn cứ chuột phải vào giống như trên môi trường Excel thôi, các bạn thêm dòng vào đây, tôi thêm dòng vào đó và tôi tiếp tục vận chuyển bằng phương tiện ô tô, loại đường của tôi là loại đường 3 và tôi lại vận chuyển đây là 3 cây số lượng chẳng hạn. Đó thì các bạn thấy ngay lập tức là gì, tổng cự ly vận chuyển cước vận chuyển của chúng ta là 17 cây số, trong đó có 14 cây đường vận chuyển trên đường loại 2 và 3 cây vận chuyển trên đường loại 3 bằng phương tiện vận chuyển là ô tô, thì lập tức nó tính cho chúng ta đến cước vận chuyển cho chúng ta như này rất là nhanh chóng đúng không ạ? Thế thì sau khi mà các bạn đã tính xong được cái cước vận chuyển cho gì, cho cát mịn, nếu như trường hợp mà đá hay cát vàng hay xi măng mà các bạn cũng cũng vận chuyển theo cùng cái cự ly và loại đường như này thì các bạn sử dụng cái chức năng sao chép cung đường thay vì như một số phần mềm các bạn phải nhập lại, thì ETA nó có chức năng sao chép nhé các bạn nhé, nếu như kích phải chuột ở đây nó có chức năng sao chép cung đường này. Đấy, của cái gì ở đây chúng ta sẽ sao chép cung đường của cát mịn đúng không ạ? Đấy, các bạn lưu ý đây, kích phải chuột vào chính cái vật tư cần sao chép nhé, sao chép cung đường này của cát mịn này. Đó thì các bạn thấy ngay lập tức là gì, nó cũng đã sao chép cái cự ly và cung đường của gì, của cát mịn cho xi măng đó, và nó cũng tính ra cái chi phí vận chuyển cho chúng ta. Thế thì sau khi mà tính xong cái chi phí vận chuyển này thì lập tức cái cước vận chuyển này nó được kết chuyển ngược trở đây cho các bạn thấy đây, giá thông báo mà chúng ta vừa nhập liệu ở đây tính toán ở đây xong theo công bố giá cộng thêm với cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô thì đến giá hiện trường chúng ta là như thế này. Đó thì đấy là cái cách tính cước vận chuyển ô tô, thì các bạn lưu ý như vậy. Bình thường nếu không tính thì các bạn để như này thì nó sẽ không có cước, mà click vào đây thì nó sẽ tính cước cho chúng ta theo cái bảng cước này. Tiếp theo sau khi mà tính toán xong cái phần cước vận chuyển cho phương tiện ô tô thì các bạn sẽ click sang cái cước đường sông ở đây. Thì cũng tương tự như vừa rồi với cái đường 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 ô tô và phương tiện ô tô, thì trong cái phần chọn biểu cước là chúng ta chưa có cước của tỉnh Kiên Giang thì chúng ta sẽ phải tải về. Kích về đây tải về, thì lưu ý các bạn cũng giống tôi vừa trình bày từ đầu rồi, cái phần tải này nó chỉ là diễn ra một lần duy nhất thôi, nếu như sau này Kiên Giang có thay đổi cước thì chúng ta mới phải tải lại, còn không thì chúng ta cũng chỉ tải một lần này và nó sẽ lưu ở trong cái chương trình máy tính của chúng ta chứ không cần phải tải lại lần nữa. Đấy, các bạn lưu ý chú ý cho tôi như vậy. Sau đó thì các bạn chọn đây Kiên Giang đây cước sông đây, thì các bạn lại tiếp tục nhập cự ly vào thôi, tôi ví dụ chọn loại đường sông là loại mấy ở đây, cự ly là bao nhiêu cây số ta nhập vào đây thôi, tương tự như với phần ô tô thì các bạn cũng có thể thêm dòng cước thêm loại đường vào đây, nhập cự ly vào đây. Đó thì cũng tương tự như vậy, nó tiếp tục nó tính toán và chức năng sao chép cũng tương tự thôi, không có gì đặc biệt cả. Giống với cước ô tô thì các bạn lưu ý như vậy, chỉ cần nhập cự ly chọn loại đường loại sông là nó sẽ tự tính cho mình chúng ta cái cước này.
Thì cũng giống như với phần cước ô tô thì sau khi tính được nhanh, rất là nhanh chóng chúng ta tính được cái cước này thì cái giá cước này cũng lại được tiếp tục kết chuyển ngược lại đây cho chúng ta. Đó. Thì các bạn thấy là cái số liệu tính toán trên phần mềm ETA nó rất là tường minh, rõ ràng đúng không ạ? Đó, giá vật tư theo công bố hàng tháng của sở đây tôi đã nhập vào đây rồi. Cước ô tô tôi tính được là như thế này, cước đường sông tôi tính được như này. Đó, tổng giá trị cước là bằng này và giá hiện trường xây lắp sẽ là bằng giá thông báo cộng với các cái chi phí vận chuyển là ô tô và đường sông nếu có đúng không ạ? Thì ra giá hiện trường của các bạn đây lập tức rất là nhanh chóng như vậy. Thì sau khi tính toán xong thì như vừa rồi tôi trình bày là các bạn kích sang cái tổng hợp vật liệu thì nó sẽ lại tiếp tục tính cho chúng ta cái gì ạ? Cái khối lượng thi công và cái giá hiện trường xây lắp của chúng ta ở đây rất nhanh chóng. Thì ở cái phần mềm ETA này thì trong cái bảng tổng hợp vật tư khối lượng này này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái tiện ích nho nhỏ mà các cái phần mềm trước đây các bạn không có, đó là tôi đặt ra một câu hỏi là ví dụ như là tôi muốn kiểm tra cái khối lượng cát vàng 26 khối cát vàng này hay là 16 hay là 1 tấn 6 16 tấn xi măng này là những công việc nào sử dụng đến nó. Thì thông thường như với một số phần mềm các bạn đã dùng là các bạn sẽ phải sang cái bảng phân tích vật tư đây rồi cộng dồn, ví dụ là cát vàng chỗ này là từng này rồi cát vàng dưới này bằng này thì cộng vào để biết được cái khối lượng của cát vàng là những công việc để dùng. Thì ở chương trình dự toán data cái tiện ích này rất là hay, đó là các bạn tích vào đây, nó có cái chức năng là gì, hiện khối lượng chi tiết các bạn chỉ tích vào đây thôi thì lập tức các bạn thấy ngay đây, ví dụ trong cái 26 khối cát vàng này nhá thì có công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn là 11 khối, công tác bê tông xà dầm dằng là 14 khối. Đó, thì như vậy nhìn vào cái biểu này thì các bạn sẽ thấy nó rất là rõ ràng và tổng quan đúng không ạ? Rất rõ ràng khối lượng như này thì từng ngày thôi có hai công việc như này dùng như này. Đó, thì bình thường với cái công việc khác thì các bạn sẽ phải làm cái thủ thuật là phải cộng bằng tay. Đó, thì cái này là cái một trong những cái tiện ích của ETA rất là hay. Đó, bình thường nó ẩn nhé các bạn nhé, tích vào đây ẩn. Đó, tích vào đây hiện. Đó, đấy là cái chức năng một cái tiện ích nho nhỏ của chương trình như vậy. Thì sau khi chúng ta hoàn thành xong được cái bảng khối lượng tổng hợp vật tư khối lượng và giá hiện trường xây lắp của công trình thì tiếp theo chúng ta sẽ sang phần nhân công. Thì trong cái phần nhân công này thì nó cũng không có gì đặc biệt nên tôi có thể nói nhanh để cho các bạn hiểu thôi. Cái giá nhân công này thì đang được tính với cái chi phí nhân công của bộ đơn giá theo quyết định của tỉnh đây rồi, theo 451 rồi. Thì nếu như mà cái công trình chúng ta làm ở một cái địa phương khác hoặc là ở một thời gian sau mà cái giá nhân công này có sự thay đổi thì các bạn sẽ kích vào cái phần tính trực tiếp. Đây, tính trực tiếp đây và các bạn sẽ sang cái bảng tính giá nhân công này để điều chỉnh cái mức lương đầu vào ở Kiên Giang theo cái mức lương đầu vào theo từng vùng đấy đúng không? Thì các bạn sẽ kích vào đây để các bạn điều chỉnh cái giá nhân công đầu vào này đấy, ví dụ theo quyết định 451 này mức lương 2150 hay là 2050 thì các bạn lựa chọn đây, hoặc thậm chí sau này tỉnh mình có ban hành cái giá nhân công mới thì các bạn hoàn toàn có thể nhập trực tiếp vào đây. Đó, tôi nhập trực tiếp đây, ví dụ như là sau này cái mức lương đầu vào nó thay đổi thành 2,5 triệu chẳng hạn. Đó, các bạn nhập vào đây thì lập tức là phần mềm sẽ tính toán cho chúng ta cái giá nhân công theo cái từng cái nhóm bậc thợ như thế này. Đó, và cái giá nhân công này lập tức nó sẽ được kết chuyển ngược trở đây để cho các bạn thấy là cái so với cái giá gốc và tính là cái khối lượng giá nhân công và giá hiện trường xây lắp của các bạn rất là nhanh chóng. Thì đấy, cái phần nhân công tôi sẽ nói sơ qua vậy thôi vì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Tiếp theo đến phần máy thi công thì cũng như phần nhân công tôi vừa trình bày là phần máy này thì chương trình nó cũng đang phân tích ra toàn bộ cái giá máy và chi phí máy cho cái file dự toán của chúng ta và nó cũng đang theo cái gì ạ, theo các cái quyết định công bố đơn giá của chúng ta đang lựa chọn ở đây. Thế thì tại cái thời điểm công bố thì năm 2018 đúng không ạ, thì đến cái thời điểm này năm 2019 rồi thì rõ ràng là cái chi phí về 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 nhiên liệu nó đã có sự thay đổi đúng không, thế thì cần phải tính cái giá cam máy ra để cho nó phù hợp với cái thời điểm lập dự toán của chúng ta đúng không ạ. Thì có hai phương pháp tính, đó là một là phương pháp tính bù giá. Thì cái phương pháp này thì qua quá trình chạy phần mềm thì chúng tôi được biết là ngoài Bắc thì hay sử dụng cái chương trình này, còn trong miền Nam thì hay sử dụng cái chương trình tính theo phương pháp trực tiếp. Thì tùy vào cái nhu cầu của các bạn sẽ lựa chọn bù giá có nghĩa là gì. Đây tôi thử cho các bạn thấy này, tôi kích vào đây. Bù giá có nghĩa là nó sẽ phân tích ra một cái cam máy đây, ví dụ các bạn thấy cần trục tháp này thì nó sẽ sử dụng bao nhiêu nhiên liệu điện này, à bao nhiêu nhiên liệu này, rồi bao nhiêu nhân công. Sau đó thì nó sẽ phân tích ra cái giá gốc là giá của theo cái quyết định công bố đơn giá đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái giá hiện trường để tính ra cái phần bù so với đây, ví dụ như đây các bạn sẽ thấy này. Đây, giá này giá gốc theo thời điểm đúng không ạ? Bù được bằng này thì ta sẽ nhận trường. Thì đấy là cách tính bù thông thường. Còn nếu như các bạn không tính theo phương pháp bù thì các bạn sẽ phải chi tiết cái thành phần máy ra để tính toán cái giá can máy tại thời điểm gì ạ? Chúng ta lập dự toán thì chúng ta sẽ tích vào đây. Đó. Thì khi các bạn kích vào cái phần tính giá máy này thì các bạn sẽ thấy có một cái bảng tính giá cam máy xuất hiện đây. Đó, thì các bạn thấy là kết quả là gì ạ? Phần mềm nó sẽ phân tích ra gì?
các cái thành phần của các cái máy thi công. Ví dụ với cầu tháp như vừa các bạn sẽ thấy là gì, nó sẽ phân tích ra chỉ tiêu sử dụng bao gồm có khấu hao sửa chữa rồi các chi phí khác, rồi định mức nhân công sử dụng như thế nào, định mức nhiên liệu như nào, thì cái toàn bộ cái thành phần này thì nó là theo cái gì ạ, theo cái quyết định số 1134, thì các bạn cũng không cần phải phải quan thêm thêm nữa. Cái các bạn cần quan tâm đó là gì ạ, là các bạn phải điều chỉnh cái phần giá, giá bao gồm có hai loại là giá về nhân công và giá giá về về nhiên liệu, đúng không ạ? Thế giá nhân công như các bạn thấy đây, nó là công thức, nó gì ạ, bằng bảng tính giá nhân công Q10, có nghĩa là gì, nó đang lấy theo cái giá nhân công mà chúng ta đã thay đổi ở cái phần bên bên giá nhân công này đây, với mức lương đầu là 2,5 triệu đây, thì nó đã tính giá nhân công sẽ nắp à, giá nhân công của thợ máy ra chi tiết chúng ta như này rồi. Và ở đây thì chúng ta chỉ cần phải điều chỉnh một thành phần duy nhất thôi, đó là gì ạ, đó là cái phần chi phí nhiên liệu, ví dụ như là điện này, xăng này, hay dầu này, đúng không ạ? Thế thì để điều chỉnh cái này thì nó có hai cách để các bạn điều chỉnh, cũng giống như với phần vật liệu vừa rồi thôi. Một là các bạn có thể nhập trực tiếp vào đây, ví dụ các bạn muốn tính cái giá nhiên liệu điện của thời điểm nào thì bạn nhập cái giá nhiên liệu điện vào đây. Còn nếu không thì các bạn sẽ gì ạ? Sẽ dùng cái chức năng nắp giá nhiên liệu ở phần mềm dự toán data thì cũng cập nhật thường xuyên. Các bạn lưu ý là cập nhật thường xuyên cái công bố giá của gì? Của Petroimex, công bố hàng tháng và từng tháng đấy, mỗi tháng thì nó công bố 2 lần gì đó, thì các bạn sẽ lựa chọn cái chức năng nắp giá theo cái công bố giá của Petromax về đây. Như vừa rồi tôi thấy, tôi sẽ thực hiện lại cho các bạn. Đầu tiên các bạn kích phải chuột vào cái ô nhiên liệu này, các bạn lựa chọn cái menu là nắp giá nhiên liệu từ file giá như này đó. Bình thường thì lần với cái lần đầu tiên thì các bạn sẽ phải kích và tải về để nó tải về toàn bộ cái danh mục giá nhiên liệu. Thì như các bạn thấy ở đây, hiện tại tôi đã phần mềm đã nắp sẵn cái giá nhiên liệu của thời điểm ngày mùng 2 tháng 7 rồi, đúng không ạ? Thì muốn nắp thời gian trước đó nữa thì các bạn chọn ở đây thôi, rất là đơn giản như vậy. Đấy, ví dụ tôi muốn nắp cái giá nhiên liệu của thời điểm ngày 17 tháng 5 ở vùng 2, Kiên Giang vùng 2, đúng không ạ? Tôi chỉ cần nắp giá về thôi. Đó, thì lập tức các bạn thấy đây, giá nhiên liệu đã được thay đổi vào thời điểm đó rồi. Đấy, giá xăng, giá dầu đã được thay đổi vào thời điểm ngày 17 tháng 5 rồi, rất là nhanh chóng đúng không ạ? Thì đấy là cái cách mà các bạn đưa cái giá nhiên liệu vào. Thế thì sau khi đã điều chỉnh xong cái giá nhiên liệu thì lập tức là phần mềm tính cho chúng ta cái chi phí này, giá ca máy là bao tiền. Thì các bạn thấy ngay kết quả đấy, với cần trục tháp thì ta sẽ tính được là 3.846.226 đồng cho một ca làm việc của cái cần trục tháp này. Và lập tức sau khi tính toán xong thì cái giá ca máy này được kết chuyển ngược trở đây cho các bạn đây, thấy đây. Đây giá, đây giá gốc theo bộ đơn giá nhé, các bạn lưu ý như vậy. Còn giá này là giá gì, giá hiện trường theo cái bảng tính toán mà chúng ta vừa điều chỉnh bên này. Đó, rất nhanh chóng như vậy thì chúng ta đã tính xong được cái phần máy thi công. Sau khi chúng ta hoàn thành được ba cái bảng là tổng hợp vật liệu, tổng hợp nhân công và tổng hợp máy thi công thì chúng ta sẽ sang cái phần dự thầu. Thì trong dự thầu thì các bạn sẽ thấy có hai cái sheet ở phía dưới, đó là sheet chiết tính và sheet đơn giá tổng hợp. Chiết tính chính là cái phần đơn giá chi tiết, một số phần mềm gọi là đơn giá chi tiết đấy ạ. Thì cái này thì cũng không có gì đặc biệt, thì tôi sẽ nói nhanh thôi. Nó sẽ phân tích chi tiết cái thành phần đơn giá ra, bao gồm có chi phí vật liệu là bao nhiêu, chi phí nhân công, chi phí máy và các thành phần liên quan như là chi phí trực tiếp rồi chi phí chung. Đó, thì cái này nó không có gì đặc biệt, thì tôi nói nhanh. Đó, sau đó thì nó sẽ sang cái phần đơn giá tổng hợp cho các bạn ở bên này. Đây chính là kết quả đơn giá thầu của các bạn 106 triệu. Thì các bạn lưu ý là với một số bạn mới làm quen với chương trình thì có thể hơi bỡ ngỡ là kích vào thầu, là nhiều khi kích vào đây không biết đơn giá chi tiết ở đâu. Thì các bạn lưu ý là trong bố trí của nãy giờ tôi trình bày cái chương trình ấy, bố trí của phần mềm dự toán thì bao giờ nó cũng có tab và sheet. Các bạn thấy là trên là tab và bên dưới là rất là nhiều sheet. Thì các bạn lưu ý cho tôi cái cách sử dụng như vậy thì sau đó thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để tiếp cận được cái phần mềm dự toán data thôi. Đó. Thì sau khi xong cái bảng này thì các bạn sẽ sang bảng tổng hợp kinh phí hạng mục công trình. Mặc định thì chương trình đang chọn cho các bạn là mẫu tổng hợp dự toán hạng mục công trình theo mẫu mẫu bù giá. Mẫu này thì ngoài Bắc hay sử dụng, trong Kiên Giang của chúng ta thì ít khi sử dụng cái mẫu này. Thật ra thì về con số cuối cùng nó giống nhau thôi, vẫn là 106 triệu 944 nghìn đây. Nhưng ngoài Bắc thì là sẽ lấy đơn giá gốc đây, đơn giá gốc chính là đơn giá theo bộ công bố bộ đơn giá và cộng với phần chênh lệch vật liệu rồi chênh lệch nhân công máy thi công mà chúng ta vừa tính toán ở phía trên này, thì cuối cùng nó cũng ra vẫn ra cái giá trị dự toán này. Nhưng mà ở miền Nam thì chúng ta sẽ dùng, ở Kiên Giang chúng ta sẽ dùng cái mẫu này bằng cách là các bạn kích phải chuột vào cái bất kỳ ô nào nhé, bất kỳ hàng nào thì nó sẽ có cái menu là chọn mẫu tổng hợp kinh phí hạng mục, thì các bạn chọn cho tôi cái mẫu là mẫu bù giá như này, à mẫu thông tư 06 thông thường như này đó. Thì đây chính là cái mẫu gì ạ, mẫu trực tiếp mà trong trong Kiên Giang chúng ta hay sử dụng đấy. Các bạn thấy cái kết quả cuối cùng nó vẫn giống nhau, vẫn là 106 triệu thôi đó, nhưng mà cái giá trị dự toán, cái biểu mẫu nó khác một chút đây. Ví dụ như là đơn giá vật liệu thì nó sẽ tính theo gì, như 40 triệu đây là nó lấy theo gì, theo khối lượng dự toán giá hiện trường xây lắp mà chúng ta đã tính toán ở phía trên. Tương tự như vậy với nhân công và máy thi công thì cũng cũng thế thôi, và giá trị cuối cùng của chúng ta ở đây là như nhau đó. Thì đấy là cái cách mà các bạn chọn cái mẫu tổng hợp kinh phí dự toán. Thì các bạn lưu ý cho tôi kích phải chuột ở bất kỳ vị trí nào
chọn mẫu. Đó, ở đây chúng ta sẽ chọn cái mẫu này nhé. Bình thường ngoài Bắc sẽ chọn là mẫu ủ giá, thì các bạn chọn cái mẫu này. Đó, các bạn lưu ý cho tôi như vậy. Và như các bạn thấy là trong cái chọn mẫu này chúng tôi có chọn sẵn rất nhiều cái loại mẫu khác nhau cho từng tỉnh. Thế kể cả sau này mà tỉnh Kiên Giang mình nó có những cái đặc thù riêng. Đấy, hay là ví dụ như là các bạn dùng cái đơn giá cho công ích đô thị thì các bạn sẽ chọn theo cái mẫu thông tư 14/2017 này. Đấy, hay là mẫu khảo sát theo thông tư 17. Đó, có rất nhiều cái mẫu, hay là có những công trình đặc biệt như công trình thủy lợi hay công trình dành cho bên quân đội thì các bạn hoàn toàn có thể là chọn những cái mẫu này cho nó phù hợp. Đó, thì đấy là cái cách chọn mẫu. À, sau khi mà xong được cái bảng tổng hợp kinh phí dự toán này thì các bạn sẽ chạy sang bảng phân tích vật tư. Thì đây cái phần phân tích vật tư này thì nó không có gì đặc biệt, nó giống với các phần mềm trước đây các bạn đã sử dụng thôi, nên là tôi sẽ trình bày nhanh. À, tiếp đến nữa là bảng giá trị dự thầu. Đó. À, bên bên phía tay trái nhé, các bạn lưu ý bên phía tay trái nó còn có rất nhiều cái menu nữa. À, tổng hợp chi phí xây dựng, tổng hợp chi phí thiết bị nếu có thì các bạn sẽ nhập liệu ở đây. À, tổng hợp khi chi phí hạng mục chung, chi phí hạng mục chung. Cái này các bạn có thể kéo ra như này nhé, để cho tôi đây kéo như này đó. Tổng hợp chi phí dự toán gói thầu đó, thì cái này cũng theo quy định rồi nên cũng không có gì đặc biệt cả. À, tổng hợp kinh phí chính là cái bảng theo quyết định 79 của xây dựng đó, thì nó sẽ tra ra cho các bạn các cái chi phí tư vấn đầy đủ ở đây. Nó tra theo nó dựa theo giá trị dự toán của công trình này. À, nó sẽ dựa vào cái loại công trình mà các bạn lựa chọn ở đây. Đó, các bạn lựa chọn loại công trình ở đây. À, cấp loại thiết kế các bạn lựa chọn ở đây. À, cấp công trình là cấp máy các bạn lựa chọn ở đây. Đó, thì nó sẽ tự động nó tra ra cho toàn bộ cái chi phí này. Và trong cái bảng chi phí này thì hiện nay ETA đang đang liệt kê ra khá là đầy đủ các chi phí. Tuy nhiên trong quá trình tính toán dự toán thì có những cái chi phí mà các bạn cần phải bỏ đi, đúng không ạ? Phải bỏ đi, nó không phù hợp với công trình của chúng ta, thì chúng ta có một cái cách chọn chi phí ở đây. Các bạn nhìn đây nó có cái menu chọn chi phí. Thì các bạn ví dụ như tôi không dùng đến các chi phí như là thẩm định báo cáo gì đó này, như nghiên cứu tiền khả thi này, nghiên cứu khả thi này, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật này, chi phí thẩm tra như tiền khả thi đấy. Thì ví dụ vậy tôi bỏ là các chi phí này, tôi kích vào đây, lưu lại đó, thì lập tức nó bỏ các chi phí đi. Đó, còn nếu các bạn muốn cho vào thì lại tiếp tục kích vào cái menu này, lại tiếp tục cho vào. Đó, đấy là cách cách mà các bạn lựa chọn các cái chi phí cho nó phù hợp với cái dự toán công trình của chúng ta. Đó, thì đấy là trên đây là tôi đã hướng dẫn sơ bộ cái cách sử dụng phần mềm dự toán dự thầu ETA để lập dự toán công trình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Có một số cái tiện ích nhỏ nhỏ tôi xin phép giới thiệu thêm. Video hướng dẫn nó hơi dài thì cũng mong các bạn bớt chút thời gian xem hết cái video thì tôi sẽ hướng dẫn thêm một số tiện ích. Còn trong quá trình mà sử dụng các bạn có thể là liên hệ để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm bằng cái chương trình hỗ trợ từ xa, là hai bên có thể là kết nối trực tiếp với máy tính của nhau để hỗ trợ cho nhau sử dụng chương trình một cách tốt nhất. Một cái tiện ích đầu tiên tôi muốn giới thiệu đó là cái tiện ích mà cho phép người dùng có thể là gì ạ? Chỉnh sửa cái thành phần định mức theo ý muốn. Rất là dễ dàng, rất là thuận tiện. Tôi ví dụ như tôi có công tác sản xuất bị kèo đây, vì một lý do nào đó, tôi xin nhắc lại, vì một lý do nào đó mà chủ đầu tư yêu cầu là gì ạ? Sửa cái định mức này bằng cách là có thể cắt bỏ đây, đây tôi sang phân tích vật tư để cho các bạn dễ hình dung nhất. Ở đây các bạn hay dùng cái chương trình Hitoshop thì các bạn biết rồi. Nếu như chủ đầu tư yêu cầu là cắt bỏ cái chi phí thép hình chẳng hạn là 860 km thép hình này, thì thường như các bạn dùng Hitoshop ấy, hoặc một số phần mềm là các bạn sẽ phải sửa trên phân tích vật tư, sau đó lại phải quay lại đơn giá chi tiết đây để sửa tiếp tục, để sửa ở đây thì nó rất là mất công và thủ công. Như vậy thì ETA cái việc sửa nó sẽ không diễn ra ở bên phân tích vật tư. À, xin nhắc lại với các bạn là cái phần sửa này, ví dụ như tôi vừa trình bày là muốn cắt bỏ cái phần thép hình này đi thì tôi không sửa ở bên này mà tôi sẽ quay trở lại bảng dự toán đây. Thì các bạn thấy là nãy giờ khi mà tôi sử dụng chương trình nhé, thì kích vào công việc nào thì các bạn thấy là thành phần định mức của công việc đó nó hiển thị, đúng không ạ? Đó, thì đây ví dụ như là các bạn thấy là cái công tác sản xuất bị kèo này thì là cái đây chính là thành phần vật tư định mức của nó này, về vật liệu này, định mức và nhân công và định mức máy phí chi công chính là cái phần phía dưới đây. Thì như vậy ở đây nếu như các bạn muốn sửa cắt bỏ cái phần thép hình đi thì các bạn chỉ cần thao tác là kích phải chuột vào đây. Các bạn lưu ý là bên dưới là phần định chính là phần định mức, nó cũng có cái chức năng này. Có rất nhiều anh chị đã hỏi tôi là cái phần đây trên này nó cũng có chèn xóa dòng thì nó có giống không, hay là xóa định mức nó giống không, thì các bạn lưu ý là khác nhau nhé. Bên trên này là chèn dòng xóa dòng cho gì, cho mã hiệu công việc, còn bên dưới là gì ạ, chèn dòng xóa dòng là cho gì, cho thành phần định mức. Đó, các anh chị và các bạn cần lưu ý như vậy. Ở đây ví dụ tôi muốn xóa cái thép hình, tôi kích phải chuột để xóa xóa dòng như này. Đó, hoặc là có thể dùng phím F8 các bạn nhé, kích xóa. Đó thì lập tức là gì, cái đơn giá này đã được xóa bỏ toàn bộ cái thành phần thép hình, đúng không ạ? Chỉ còn thép tấm thôi. Và khi các bạn xóa xong, các bạn kích vào công tác đấy thì lập tức phần mềm nó gì,
nó cảnh báo luôn cho các bạn cái màu đỏ này để các bạn biết rằng là gì, cái đơn giá này nó không còn phù hợp với cái đơn giá đó đó nữa, vì là cái phần thép hình chúng ta đã bỏ rồi đúng không ạ. Thì chúng ta sẽ phải tính lại bằng cách là kích phải chuột đây, tính lại đơn giá công tác hiện tại như này đó, tính lại thì các bạn thấy đơn giá này nó chỉ còn có là 3 triệu chứ không phải 14 triệu đúng không, vì chúng ta đã cắt bỏ cái phần thép hình đi rồi. Thì ngay lập tức sau khi đó thì các bạn sẽ thấy ngay kết quả là khi chúng ta kích vào phân tích vật tư đó, các bạn sẽ thấy đây không còn thép hình nữa đúng không ạ. Đó, phần đơn giá chi tiết cũng thế, nó cũng tự động nó bỏ đi, và bên phân tích vật tư à, tổng hợp vật tư của ta cũng thế, nó không còn thép hình nữa, chỉ còn thép tấm thôi. Thì đấy là cái cách mà chúng ta gì chỉnh sửa cái định mức theo ý muốn đó, các bạn lưu ý như vậy, kích vào công việc nào sửa công việc đấy, thêm hay sửa hay xóa đều thực hiện ở phía dưới này, thậm chí các bạn có thêm những vật tư mới vào đây cũng thế, tương tự như vậy thôi. Và nếu như cái công tắc thép hình này mà mình thường xuyên sử dụng đến thì ETA nó có một chức năng rất hay là nó cho phép các bạn có thể lưu cái công tắc này lại. Đây tôi cho nó một cái ký tự đặc biệt là ký tự A. Còn với các bạn có thể tùy các bạn cho những cái ký tự gì đó để mình nhớ nó dễ khi mình tra lại. Thì sau đó thì chúng ta có chức năng lưu, kích phải chuột vào chính nó. Đây, nó có chức năng lưu công tác như này. Thấy đây, công tác này đã lưu vào đơn giá. Và nếu như với công trình sau tôi chỉ cần tra là AI 111, đây các bạn thấy sẽ có hai cái công việc đúng không ạ? Một công việc gốc là không có A, và công việc thông thường là có A. Đây các bạn thấy ngay kết quả đây. Công việc gốc của là đơn giá 14 triệu đúng không ạ? Và công việc mà chúng ta đã sửa chữa là chỉ có 3 triệu thôi. Đó, thì đấy là cái chức năng mà thêm sửa đơn giá định mức là như vậy. Một cái tiện ích tiếp theo nữa đó mà tiện ích mà các bạn chuyển đổi giữa xi măng PC30 sang PCP. Các bạn lưu ý là đây, từ PC sang PCP. Thì như các bạn biết là cái bộ đơn giá của tỉnh Kiên Giang hiện nay đang xây dựng theo cái gì ạ? Theo định mức là PC. Đây các bạn nhìn thấy đây, thành phần định mức của công tác sản xuất cấu kiện bê tông này này. Nó đang là PC đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn chuyển sang PCP thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ kích phải chuột vào công tác này. Phần mềm nó có chức năng là đổi PC vữa. Các bạn lựa chọn vào đây. Thì sau đó thì phần mềm nó sẽ gợi ý cho các bạn là, một là các bạn sẽ đổi theo cái công văn 1784 cũ phía trước. Hai là theo cái quyết định 1329 mới bây giờ, thì tùy vào nhu cầu các bạn sẽ lựa chọn đây. Tôi ví dụ tôi sẽ đổi sang là từ PC sang PCP, tôi sẽ theo quyết định 1329 tôi tích vào đây, tôi ấn chuyển. Đó, và trong cái lựa chọn này có những cái lựa chọn các bạn cần lưu ý là, một là nó chỉ gì chuyển cái PCP này cho cái công tác số 2 này thôi, là công tác chúng ta vừa chọn này. Hai là chúng ta sẽ lựa chọn tất cả, ví dụ trong tất cả công trình này chúng ta đang dùng PC mà chuyển sang toàn bộ PCP thì các bạn sẽ lựa chọn cái tất cả. Đó, các bạn lưu ý cho tôi như vậy. Ở đây tôi đang demo cái chức năng là chọn cho một công việc. Đó, và chuyển lại vữa thì ví dụ như là vữa trong công trình của chúng ta có hai loại là xây và chát đúng không ạ? Xây tôi vẫn dùng PC nhưng mà vữa bê tông tôi lại dùng là PCP chẳng hạn, thì tôi sẽ lựa chọn ở những cái phần phía dưới này. Thì cũng tùy nhu cầu các bạn sẽ lựa chọn những cái dấu tích cho phù hợp. Đây tôi cần chuyển. Đó, thì các bạn thấy ngay lập tức là gì? Phần mềm đã kết chuyển thang này thành gì ạ? Thành PCP chứ không phải PC nữa. Thì cũng giống như với trường hợp vừa rồi, cái phần công tác sản xuất vỉ kèo, các bạn thấy là sau khi các bạn kết chuyển xong sang gì sang sử dụng PCP thì các bạn thấy ngay kết quả cái đơn giá này nó cũng báo màu đỏ cho các bạn ngay lập tức. Tại sao như vậy thì các bạn thấy là vừa rồi tôi đã giải thích là gì, cái định mức giữa PC và PCP có thể nó sẽ khác nhau thì dẫn đến kết quả đơn giá nó sẽ khác đúng không ạ. Tương tự như vậy, giá của PC và PCP nó cũng khác nhau, các bạn thấy đây, ví dụ giá của PC nó là 1.200 trong khi đó giá của PCP nó chỉ có 927 đồng, thì dẫn đến kết quả này nên đơn giá này nó sẽ không còn phù hợp với cái định mức này nữa. Đó, thì các bạn cũng phải thực hiện cái việc là tính lại đơn giá giống như với trường hợp là công tác sản xuất vỉ kèo vừa rồi. Đấy, tính lại. Đó, các bạn thấy đây, đơn giá nếu dùng PCP nó chỉ còn có 639.000 thay vì dùng PC nó là 700 mấy đúng không ạ? Đó, vì là giá vật tư nó khác rồi, thành phần định mức nó cũng khác rồi. Đó, thì các bạn lưu ý cho chúng tôi như vậy là khi mà chuyển đổi xi măng xong thì các bạn cũng phải thực hiện một cái thao tác là phải tính lại đơn giá để cho nó phù hợp với cái định mức của chúng ta đã lựa chọn. Đó, thì đấy là cái chức năng mà chuyển đổi giữa PC sang PCP. Một chức năng nữa mà các anh các chị ở trong Kiên Giang cũng rất thích ở phần mềm dự toán ETA đó là cái chức năng mà đổi độ sụt. Thì như các bạn biết là trong cái bộ đơn giá chúng ta tính toán là với công tác sản xuất vỉ kèo này thì hiện nay chúng ta đang sử dụng là đá 12 và độ sụt 24. Tuy nhiên là trong quá trình lập dự toán mà chúng ta thấy cái độ sụt này nó chưa phù hợp lắm với cái công trình của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi thay thế cái độ sụt khác được bằng cách như sau. Các bạn kích chuột vào công tác đó và ở đây các bạn kích phải chuột phần phía dưới chính là cái phần định mức mà tôi vừa trình bày ấy, chính vào cái mã vữa này, mã vữa C3122 này, thì đây nó sẽ sổ ra cho chúng ta một cái lựa chọn, đó là lựa chọn vữa. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái lựa chọn như sau. Một là chúng ta dùng bê tông thương phẩm
Đó thì các bạn chọn lựa chọn đây. Hai là chúng ta đổi từ cái độ sụt mà tôi vừa trình bày đây thì nó sẽ gợi ý cho chúng ta có mấy cái loại độ sụt. Một là chúng ta đổi sang độ sụt 68, đúng không ạ? 812 độ sụt 68. Hai là chúng ta đổi độ sụt từ sang 14 17. Đúng không? Chẳng hạn như vậy. Đó, thế thì chúng ta chỉ cần kích vào đây, ví dụ tôi muốn chuyển sang độ sụt 68 thì kích vào đây này. Đó thì lập tức các bạn thấy nó sẽ đổi sang độ sụt 68 đúng không ạ? Đó, và cũng tương tự như vậy vừa rồi cái phần 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 chuyển đổi PC và PCB thì cái đơn giá này nó cũng không còn phù hợp nữa. Và chúng ta cũng phải tính toán lại đúng không ạ? Theo cái độ sụt mới. Đó, thì đây đơn giá nó là như thế này. Đấy, thì đấy là cách cách mà các bạn chuyển đổi giữa xi măng PCP sang PC sang PC rồi chuyển đổi giữa độ sụt này sang độ sụt kia. Đó, cách thực hiện như vậy. Đó. Thế thì như vậy là tôi đã hướng dẫn sơ bộ các bạn sử dụng chương trình cũng như là một số cái tiện ích nho nhỏ. Tất nhiên phần mềm ETA thì còn rất nhiều cái tiện ích nữa. Nhưng vì cái trình bày cái video cái clip nó hơi dài, tôi sợ các bạn xem nó hơi lâu thì tôi xin phép kết thúc ở đây và tôi xin giới thiệu thêm một chức năng nho nhỏ nữa là chức năng in ấn. Thì in ấn trên trên chương trình thì các bạn chỉ cần kích vào đây in thôi. Và lưu ý các bạn là in phần mềm là in trên trực tiếp trên phần mềm nhé, chứ không cần phải gì ạ, thao tác ra trên môi trường sale. Một số phần mềm thì các bạn sẽ phải ra ngoài sale để sửa rồi in các thứ, thì ở trên ETA này các bạn thấy này, view in rất là đẹp. Đó, đặt thông số in như là trên này dưới trái phải hay là các header footer như này, ví dụ tôi chỉnh cái header là sở xây dựng Kiên Giang chẳng hạn như này. Ok, đó lập tức cái phần header nó được đưa vào đây rồi. Đó, rồi footer các thứ là các bạn hoàn toàn chỉnh sửa ở đây được. Đấy, hiển thị magazine để kéo cột, ví dụ đây các bạn thấy này, cái mã hiệu nó bị tràn thế này, giống như sale ta có thể kéo ra như này đó, giống như, các bạn thấy chưa, đó, kéo bình thường giống như trên môi trường sale nên là rất là thuận tiện trong quá trình in ấn. Ừ. Rồi một số cái tiện ích nữa, ví dụ như là xuất sale, nhập sale thì tôi sẽ hướng dẫn trong các cái video tiếp theo, vì là trình bày nó hơi dài sợ các bạn sẽ theo dõi nó hơi mỏi. Thì trên đây là tôi đã hướng dẫn sơ bộ về cái cách sử dụng chương trình như vậy thôi. Trong quá trình mà các bạn sử dụng mà gặp cái vấn đề khó khăn thì các bạn sẽ vào trong cái phần trợ giúp này. Trong menu trợ giúp thì chúng tôi có một cái menu là hỗ trợ từ xa, Ultra View, các bạn kích vào đây. Đó, thì nếu như lần đầu thì nó sẽ yêu cầu là các bạn cài đặt cái chương trình. Còn nếu như máy của tính của bạn đã cài sẵn rồi thì kích vào đấy thì sẽ lên cái chương trình Ultra View này. Thì các bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi cái số ID bên tay trái và mật khẩu. Thì lập tức là chúng tôi sẽ kết nối vào máy tính của các bạn để hỗ trợ các bạn sử dụng chương trình cho nó hiệu quả nhất. Đó, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip hướng dẫn về cách lập dự toán dự thầu ở trên tỉnh Kiên Giang, áp dụng các cái bộ đơn giá đã được công bố theo 451, 452, 453, rồi đơn giá sửa chữa cũng như là đơn giá công ích đô thị. Thì trong quá trình mà áp dụng sử dụng mà nếu có khó khăn thì các bạn vui lòng truy cập vào trang web hoặc là liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Đây, trang web của chúng tôi là dự toán eta.vn như này, thì các bạn có thể liên hệ và chúng tôi đây có thể chat với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ các bạn chương trình làm sao cho nó hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán ETA.